Mua nhà nên thanh toán bằng tiền mặt hay là chuyển khoản? Với kinh nghiệm của Tara thì chắc chắn sẽ ưu tiên phương pháp là chuyển khoản. Khi các bạn giao dịch, đặc biệt là mua bán bất động sản với lượng tiền lớn, thì chúng ta hãy để cho ngân hàng làm một công tác, đó là kiểm kê cái số tiền mà bạn chuyển cho người kia một cách chuẩn xác nhất. Bạn không cần phải đếm để rồi sẽ bị thiếu sót. Chúng ta chỉ cần nhấn Enter một nút chuyển khoản là như vậy, giao dịch đã đầy đủ số tiền mà bạn giao cho bên kia. Trong trường hợp bạn giao dịch tiền mặt, lỡ như bạn đánh mất phiếu biên nhận của người bán khi mà giao dịch tiền chuyển khoản thì bạn sẽ không bao giờ bị mất được. Chỉ cần bạn đi sao kê lại tài khoản ngân hàng thì trong lệnh chuyển tiền của bạn sẽ có cái khoản tiền mà bạn đã chuyển cho bên kia. Đặc biệt là trong nhiều vụ tranh chấp về bất động sản thì việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng nó sẽ đảm bảo cho bạn chứng minh được mục đích bạn vay, ngày giờ bạn chuyển cho bên kia. Và bạn lưu ý, nội dung chuyển khoản vô cùng quan trọng. Ví dụ như khi bạn mua một miếng đất có số tờ là số 1, số thử là số 2 thì bạn hãy ghi nội dung như sau: thanh toán tiền mua lô đất số tờ số 1, số thử số 2 và họ tên của cái người chủ bán. Có như vậy bạn sẽ luôn chắc chắn an toàn bởi ngân hàng họ đã kiểm chứng cho bạn về việc này.